Nghe lương trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, tại thành phố San Jose, trong khuôn viên của History Park, một hội chợ Tết biết chủ đề Xuân văn hóa, Tết hy vọng được tổ chức và đã diễn ra trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 1 năm 2023 nhằm 29, 30 và 11 năm Quý Mão. Kính thưa quý vị, hôm nay đó là bắt đầu mở cửa của cái hội chợ Tết Xuân văn hóa và Tết hy vọng tại thành phố San Jose, nằm trong khu History Park. Thưa quý vị, và hình ảnh trước mặt quý vị thấy đây là gian hàng của hội truyền thông người Việt Bắc Cali. Chúng tôi đã có những cái gian hàng như thế này, thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái điều đặc biệt á, mà tôi nghĩ rằng mọi người cũng rất là thích, là ở đây là có trên 50 cái gian hàng và cái sân khấu để trình diễn văn nghệ hơn ngày hôm nay đó, thưa quý vị. Thì nó có cái hình chợ Bến Thành của trước năm 1975. Và đây là cái gian của miền Bắc, có Hồ Hoàn Kiếm, có miền Bắc và do hội cao niên thực hiện, thưa quý vị. Chúng tôi đang muốn nói một điều là quý vị thấy rằng cái sân khấu đã được chuẩn bị như thế này. Đây là cái hình ảnh của chợ Bến Thành, mà đặc biệt là có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở trên nóc chợ Bến Thành, để mong rằng trong cái năm mới chúng ta có những cái điều tốt đẹp cho dân chủ và dân quyền trong nước Việt Nam chúng ta. Và không như là cái hội chợ Tết ở tại Toronto, thì quý vị thấy ở đây đó là rợp trời cái cờ vàng ba sọc đỏ. Ở cái gian hàng này thì thưa quý vị, nó có những cái gian mà như chúng tôi vừa nói đó, là có Bắc, Trung, Nam và hình ảnh mai và đào rất là nhiều. Còn đây là cái gian miền Trung, thưa quý vị. Chúng tôi xin nói rằng cái hội chợ Tết này do Hội Văn hóa Người Việt chúng tôi tổ chức và hoàn toàn là vào cửa miễn phí, thưa quý vị. Tất cả là đều là sự đóng góp thiện nguyện mà từ 2-3 ngày trước là những người đã đến đây, đã mà chuẩn bị rồi, thưa quý vị. Hình ảnh mà quý vị thấy rằng ở đây đó là các cháu, các em nó đang lo chuẩn bị cho cái gian của hội chợ. Và đây là một cái dạng movie home, nhưng mà nó nhỏ hơn, nhưng đầy đủ tiện nghi trên đó hết, thưa quý vị, của Nemo Home. Và họ đã đến đây để mà giới thiệu cái Nemo Home này. Thì tôi được biết rằng đó, cái hình ảnh như vậy, ở trong đó nó có máy giặt, máy rồi phòng sưởi, máy lạnh, và kể cả chỗ ngủ rất là đầy đủ. Đấy, hình ảnh nó như thế. Chúng tôi thấy rằng hiện giờ đó nó chưa có phải là đến giờ mở cửa, thưa quý vị. Nhưng mà ở đây đã có người, tất cả phải chuẩn bị. Như là cái gian này quý vị thấy, đây là cái gian của Nguyễn Thái Học Foundation, với cái câu là tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Điều đó Thái Học Foundation luôn luôn muốn giữ gìn cái gian sơn đất Việt mà tổ tiên chúng ta đã gây dựng nên, là cái gian của xây dựng cộng đồng vững mạnh để bầu người tại Đức, và ông đại diện là của cái ủy ban liên kết xây dựng cộng đồng. Bên này là ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng ở đây nè, thưa quý vị. Tất cả các anh chị đang chuẩn bị, và chúng ta thấy rằng hiện nay đó rất là nhiều cái gian còn trống, người ta cũng đang đến để mà chuẩn bị cho cái hôm nay thì mở cửa, nhưng ngày mai chính thức là lễ khai mạc, sẽ có rất nhiều vị dân cử sẽ đến đây. Cái gian này là gian của anh em Thiện Chí, phải không? Cái gian này của anh em Thiện Chí, thì quý vị thấy rằng những hình ảnh sinh hoạt của nhóm anh em Thiện Chí trong suốt những cái năm tháng mà đấu tranh với cái chuyện mà cộng sản đó làm tay sai cho tàu cộng. Thì quý vị thấy cái hậu khẩu hiệu rất rõ là đã đảo Việt Cộng bán nước, Red China get out of Vietnam. Đó, nhóm anh em Thiện Chí này, thưa quý vị, hàng tuần các anh chạy những chiếc xe vòng vòng ở thành phố San Jose, cả đoàn xe như vậy, thưa quý vị. Còn đây là cái hình ảnh nói về Crimes that communists commit against Vietnamese people. Quý vị thấy là từ cái chuyện mà hồi đó vượt biên, vượt biển đó, tụi nó đã như thế nào, rồi tới khi mà thời gian sau này, thì ngay những người đấu tranh dân chủ, dân quyền đó, họ cũng vẫn phải bị đàn áp, bị cắt cổ, như là ông Tấn ở đây. Vâng. Rồi những hình ảnh khi người ta đi biểu tình thì bị chà đạp, bị đập đánh như thế này. Còn đây là những hình ảnh mà các anh em Thiện Chí đó, hình ảnh đi biểu tình và thắp nến. Tôi nhắc lại một lần nữa, như quý vị thấy chiếc xe này, cái chiếc xe mà đang trước mặt quý vị có cái số 350, có nghĩa là
đã 350 lần đi diễn hành đi đả đảo cộng sản khi mà bán nước. Bám sát cái sự kiện tổ chức ở Chợ Tết này, chúng tôi thấy rằng cái sự hy sinh của các anh chị em rất là kinh khủng thưa quý vị, để có được cái tài chính để mà trang trải tất cả những chi phí, toàn bộ là phải xin mạnh thường quân chứ còn không có bán vé vào cửa gì hết thưa quý vị. Em bé Ngọc Bích có điều gì nói mà nhân cái vụ mà xuân văn hóa và Tết hy vọng gì không? Rất là hy vọng và rất là muốn có văn hóa nhưng mà không có nhân sự để tiếp tay giúp cho. Thành ra hội Cao Niên rất cần có các quý vị tiếp tay cho. Chị có biết rằng đó, mấy anh em ở đây đã hai ngày trước nay đã có mặt ở đây rồi. Bản thân tôi cũng đã bám vào đây rồi. Đó, thì nói chung á, ở đây chúng ta làm đó vì vô vụ lợi mà thưa với lại chị Bích. Thành ra vì vậy cho nên đó, hầu như anh em mang sức ra không mà tôi xin lỗi, nó không có tiền nào mà trả cho nổi cái chuyện hy sinh này hết á. Tôi thật mà nói. Chiều hôm qua tối qua 7 giờ tôi còn ở đây. Quý vị thấy rằng đây là hình ảnh của cái bàn thờ quốc tổ. Tất cả chúng ta ăn Tết, chúng ta không quên một cái điều rằng đất Việt Nam hình công chữ S có được mặt như thế nào, với sự gây dựng của tổ tiên chúng ta ra sao. Thành ra do đó cho nên chúng ta có được cái điều đó là được có ngày hôm nay là do nhờ cái ông bà tổ tiên ta dựng. Thành ra vui xuân ta không quên được tổ tiên ông bà thưa quý vị. Đây là hình ảnh của những cái hội chợ và cái sân khấu như thế này thưa quý vị. Ok, vâng, chúng tôi xin phép được tạm ngưng tại đây và mong rằng những quý đồng hương người Việt ở cái vùng Vịnh chúng ta có thể đến vui xuân và chúng ta cùng với lại đồng bào đó để đón một cái xuân văn hóa và Tết hy vọng. Chúng ta sẽ có được hiện diện ở tại cái quê hương của chúng ta thưa quý vị. Và quý vị thấy rằng trong cái vấn đề để chuẩn bị cho đó, 11 giờ ngày hôm nay là mở cửa của cái hội chợ Tết. Thì thưa quý vị, bên đây là hình ảnh bàn thờ tổ tiên mà bên hội Cao Niên của người Việt đang dựng. Và quý vị thấy rằng hàng loạt lá cờ vàng và sao đỏ chúng ta xuất hiện ở đây chứ không phải bị cấm cản rồi kia là biểu tượng cờ vàng gì hết đâu quý vị. Và chúng tôi thấy rằng có trên 50 cái gian hàng của đồng bào. Kính thưa quý vị, để giới thiệu cái chương trình hội chợ Tết xuân văn hóa Tết hy vọng đây đó, thì chúng tôi thưa quý vị, đây là nguyên một cái con đường từ ngoài cổng chính của Hít Xuân Vạc đi vào. Thì nguyên con đường này đó được mang tên là đường Nguyễn Huệ hay là đường Hoa. Có nghĩa rằng ở đây nó giống như cái hình ảnh ngày xưa, tức là có những cái gian hàng chuyên môn bán cây trái rồi hoa Tết, cây cảnh, bonsai vân vân thưa quý vị. Thì những cái gian hàng này nó sẽ đi liên tục như thế này. Thì đây thì thưa quý vị, đây là cái gian mà bonsai. Quý vị sẽ nhìn thấy là những cái bonsai ở đây đó nó được đưa lên như thế này. Và những cây mai như thế này thưa quý vị. Đó. Thì anh có nghĩ rằng đây là cái con đường mà chúng ta gọi là đường Nguyễn Huệ, có nghĩa là giống như cái đường mà ngày xưa chúng ta thường bục giải trồng hoa được kia nọ trong ngày Tết này, thì anh có những cái điều gì nói anh? Đó là tương lai anh có tinh thần, nhưng mà bây giờ rớt quá chưa có đủ, nhưng mà hẹn quý vị là năm sau đường hoa Nguyễn Huệ này nó cũng xem trên như là Gò Dốc và là những cái gì chợ bông của Sài Gòn. Yeah, vâng, đó là cái gọi là xuân văn hóa và Tết hy vọng của chúng tôi với chủ đề này là như vậy đó thưa quý vị. Và như quý vị thấy rằng ngoài những cái đường phố để nhắc nhở về cái Sài Gòn trước năm 1975 thì hội chợ Tết không thể thiếu những cái hoạt động vui chơi cho các em. Và thưa quý vị, đây là cái carnival. Đây là cái carnival gồm có rất là nhiều đồ chơi, nhiều trò chơi dành cho các cháu khi mà đi vào ở trong cái hội chợ Tết năm nay thưa quý vị. Đặc biệt là chúng tôi thấy rằng để nói lên cái tinh thần là sống cho tốt đẹp, thì thưa quý vị, hội chợ Tết năm nay đó là cũng đây như là cái gian hàng mà quý vị thấy đây là hoa lan, và có luôn một cái tượng Phật rất là lớn
để mà cho đó đồng bào có thể đến mà thắp nhang cầu nguyện trong những ngày xuân. Thì đây là những cái gian Caribo thưa quý vị. Vâng, thì hôm nay mới mở cửa nhưng mà hy vọng rằng ngày mai là chính thức khai mạc và ngày mốt tức là thứ bảy và chủ nhật này đó thì mong quý vị đến với lại hội chợ Tết văn hóa và hy vọng cho chúng ta. Kính thưa quý vị, tại thành phố San Jose, trong khuôn viên của Hsieh Park, một hội chợ Tết với chủ đề Xuân văn hóa, Tết hy vọng được tổ chức và đã diễn ra trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 1 năm 2023 nhằm 29, 30 và 11 năm Quý Mão. Tại đây có gian hàng Bắc Trung Nam trình diễn nét tiêu biểu của ba miền Việt Nam, có một con đường chỉ bán hoa và trái để nhớ về đường Nguyễn. Ngay lớn trân trọng kính chào quý khán giả người khắp nơi. Cái chuẩn bị hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2023 là 30 âm lịch của năm nhâm dần, và như vậy là chuyến một còn nữa là một năm mới, năm Quý Mão. Thì tại thành phố San Jose tôi có tổ chức một cái hội chợ Tết gọi là Xuân văn hóa và Tết hy vọng. Thì bên cạnh chúng tôi là bác Hoàng Khởi Định và bác Nhạc, hai bác là hội cao niên, và hình ảnh quý vị vừa thấy đó là các bác đã thắp những cái nén nhang để kính mời tôn vương đến chứng kiến cùng với đặc sản chúng tôi ở đây làm bữa Tết. Thì kính thưa quý vị bác, có những cái gì phát biểu trong cái dịp mà chuẩn bị năm Quý Mão, những cái lời gì nói với đồng bào người Việt trong và ngoài nước ạ? Kính thưa quý đồng bào, vào cái dịp sắp sang năm mới đó, thì chúng tôi chỉ có lời tâm nguyện là làm sao trong năm mới này thì đồng bào mình được may mắn sức khỏe, và nhất ở hải ngoại đó thì có được cái sự thân thương với nhau, liên hệ mật thiết với nhau. Dạ vâng, còn đối với trong nước có thưa với lại bác Định. Ở trong nước đó thì chúng ta biết là nạn nhân của cái chế độ không tôn trọng cái nhân quyền, người không tôn trọng tự do, duy trì cái nền văn hóa đoạn đó, cho nên chúng ta không sao với cái sự tranh đấu của nước đất nước chúng ta sẽ có hoạt động cho nó cao hơn và có được tự do nhiều hơn là năm. Dạ vâng, thưa quý vị, mặc dù rằng đến nay đã bước vào năm thứ 48, miền Nam Việt Nam không còn, nhưng mà quý vị thấy lá cờ vàng và sọc đỏ thể biểu tượng cho một cái nền dân chủ dân quyền đó luôn được gìn giữ tại ngoại. Và thưa quý vị, bác Nhạc là cái người có thể nói rằng ngoài 80 tuổi, bác là người luôn luôn đi cắm cờ cho tất cả những cái event. Thưa với bác Nhạc, cái cảm xúc của bác và cái công việc của bác trong khi một mình bác lẻ lo lắng điều đó, có điều gì bác cần nói với những người Việt đã bỏ nước ra đi nhưng mà lại không tôn trọng cái lá cờ vàng của người này? Thành ra chúng ta những cư dân thành phố San Jose thì được cái dịp ban tổ chức có tổ chức cái hội chợ Tết ở đây, nên chúng tôi tuy là tối tuổi nhưng cũng cố gắng để duy trì cái văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình, nên chúng tôi cố gắng được chức ý nào hay ý đó thiết lập cái bàn thờ quốc tổ Việt Nam đó, những đưa nó vì chúng tôi là người có tuổi nên tức là nó không được tốt đẹp lắm, nhưng mà làm cố gắng làm hết sức mình, xin có điều gì nó sơ xuất thì xin quý vị miễn thứ cho. Dạ vâng, cảm ơn. Cho tôi xin một lời nói nữa. Dạ vâng. Bác Cạc có nói rằng là bác lớn tuổi cho nên có thể sự vụ về treo cờ khi không được đúng, nhưng mà tôi xin cảm ơn bác là nhờ cái lá cờ của bác, mỗi lần tôi nhìn cái lá cờ và bác sống đó, bác cờ tôi phải nhìn treo khắp nơi đó, thì là tôi nhớ là những cái câu của Phật nhân mỗi ngày chẳng là quốc kỳ nhớ người chiến sĩ
chết vì nó sống. Anh cũng muốn là tuy nhiên để anh cũng vào làm theo đó. Anh chưa nhớ cái điều chính trị cho cái bạn. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là anh Hoàng Thưởng, anh thuộc lực lượng siêu an Thủ Đức. Thưa quý vị, và hôm nay quý vị hình ảnh quý vị thấy rằng sau lưng của sân khấu đó là cái chợ Bến Thành, và trên cái nóc chợ Bến Thành thì lại là cái lá cờ vàng và sắc đỏ. Và thưa quý vị, đây là cái tác phẩm, có thể nói là tác giả làm cựu sinh viên siêu an Thủ Đức, anh Hoàng Thưởng. Thưa anh, thì trong cái hội chợ Tết văn hóa và hy vọng thế này, thì thưa anh có cái điều gì, anh có cái cảm nghĩ và anh có cái điều gì mà anh muốn nói với đồng bào trong và ngoài nước thưa anh? Cảm ơn Nghe Lừa và đài truyền hình của chúng tôi và chúng ta đang theo dõi trên đài truyền hình. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Đây là một trong những buổi hội chợ mà chúng tôi đã thường tổ chức, và năm ngoái chúng tôi cũng đã tổ chức tại khuôn viên này, và năm này là tiếp tục làm với chủ đề là văn hóa của Việt Nam chúng ta. Và kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói lên một điều rằng khi chúng tôi rời xa quê hương, nhưng mà chúng tôi luôn luôn ấp ủ trong trái tim của mình, nếu chỗ nào thực hiện được những ước muốn thì chúng tôi sẽ làm điều đó. Có nghĩa là chúng tôi luôn luôn nhớ về đất nước của chúng ta, gồm có ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Yeah. Và hôm nay đều có những cái biểu tượng của ba miền tại ba cái lều khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi là những người đang sống ở miền Nam, và cái biểu tượng của miền Nam mà có thể nói tất cả mọi người của chúng ta, công dân Việt Nam đều biết, đó là chợ Bến Thành. Và hôm nay chợ Bến Thành là cái biểu tượng trên sân khấu để chúng ta luôn luôn nhớ về miền Nam Việt Nam. Và trên chợ Bến Thành luôn luôn có lá cờ vàng ba sọc đỏ, đó là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi muốn nhắc nhở cho con cháu cũng như quý vị đang ở trong nước biết rằng đất nước Việt Nam là đất nước của chúng ta, và chúng tôi rất muốn có tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, để chúng ta cùng nhau chung tay góp sức để có thể phục vụ lại cho đất nước quê hương mình, để làm cái nào đó để tiến lên sánh vai cùng tất cả các nước Đông Nam Á. Cảm ơn anh. Nhân cái năm mới, anh có cái lời chúc Tết gì đối với đồng bào trong và ngoài nước thưa anh? Cảm ơn Nghe Lữ rất nhiều, và kính thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Nhân dịp đầu năm Tết năm nay là Tết năm mèo, năm con mèo, và chúng tôi cũng luôn luôn nhớ về quê hương, dù rằng gần 30 năm chưa có bao giờ về lại quê hương vì những lý do đặc biệt nên chúng tôi không có trở lại quê hương được. Cái đó quý vị cũng thông cảm cho. Nhưng vì vậy nên chúng tôi ở đâu có người Việt Nam, chúng tôi đều dương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ, và chúng tôi cầu mong quý vị ở trong nước cũng như các chiến hữu chúng tôi đang còn sống kẹt lại ở trong nước luôn luôn có sức khỏe, và chúng tôi luôn luôn nhớ đến các bạn, nhất là các anh thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và vừa rồi chúng tôi cũng đã có tổ chức một cái buổi tiệc để mà ủng hộ cho các em anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi cũng đã gửi về cho các anh em đó để có tiền, một ít tiền chúng tôi gửi về để ăn Tết. Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn cầu mong quý vị giữ gìn sức khỏe, và chúng tôi cùng quý vị sẽ hướng về một tương lai đất nước Việt Nam có dân chủ, tự do và nhân quyền. Cảm ơn anh. Nghe được, kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh được ghi nhận như sau. Ngày xuân năm chén to chúc nơi nơi mừng anh nông. Quan san chúc người binh sĩ lên đàng, chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có ta mẹ già từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà mùa xuân quê hương bước con về hòa.
châm pha tô lên đời mới. Bạn ơi vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình, hòa bình. Ngày máu xương tôi vương rơi, hãy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già.